À, xin chào vị đã chương trình trực diện TV. Thì à, chùa Bảo Quang ở cái vùng Lý Đô Sài Gòn, ngay trong cái khu vực gọi là Lý Đô Sài Gòn, cái nơi mà người Việt Nam sinh sống ở tại hải ngoại đông nhất. Và cái ngôi chùa này thì tọa lạc trên một cái lô đất rộng đến 2 mẫu tây, và có những cái vật kiến trúc, như có những cái cơ sở thờ tự được xây mới rất là hiện đại. Và cái giá trị của cái ngôi chùa này thì nhiều người phỏng đoán lên tới cả chục triệu Mỹ Kim, thậm chí là hơn nữa. Bởi vì trong cái ngôi chùa này, ngoại trừ các vật kiến trúc ra, còn có cái tàn kinh cát đó, chứa khá nhiều các cái đồ vật cổ, trong đó những cái tượng Phật rất là xưa cũ. Và đó là những cái điều rất là khó để mà định giá, và người ta nói rằng cái giá trị thực sự của nó có thể lên cao rất là nhiều. Và trong 2 năm vừa qua thì chùa Bảo Quang được nhắc nhiều, được nổi tiếng và nhiều người quan tâm, không phải vì cái sự lớn to lớn, cái sự giàu có của ngôi chùa này, mà là vì một cái vấn đề khác, cụ thể là những cái vụ lùm xùm, những cái vụ tranh chấp về cái quyền quản lý, cái quyền định đoạt của ngôi chùa này. Thì trước đây đó, cái ngôi chùa Bảo Quang được tiền sử của nó là do ông Thích Quảng Thanh, cái người có công rất là lớn, cái người đã bỏ tâm trí vào cái việc mà xây dựng cái ngôi chùa này. Đầu tiên thì ông Quảng Thanh mua cái sang nhượng cái cơ sở thờ tự của một cái tôn giáo khác, cụ thể là ở bên Tin Lành. Và cái khu đó thì cái cơ sở cũng rất là cũ kỹ rồi, và ông Quảng Thanh phải phá bỏ cũng như là tôn tạo lại và xây mới những cái vùng trong cái lô đất đó, để mà nó có được cái ngôi chùa như ngày hôm nay, và phải bỏ ra rất là nhiều tiền, có thể là lên tới nhiều triệu Mỹ Kim. Và người ta cũng nhớ rằng có những cái lần mà ông Quảng Thanh đã quyên góp tiền của đồng hương, của những cái người Phật tử, và cái sự quyên góp đó thắng lợi rất là nhiều, bởi vì có quá nhiều tiền của những người mà đóng góp, và cho nên mới có được cái ngôi chùa như ngày hôm nay. Và ông Quảng Thanh á, khi mà đến chùa Bảo Quang, ai cũng nghĩ rằng ông Quảng Thanh là cái người trụ, vừa là trụ trì và cái người chủ của cái ngôi chùa đó. Thì chúng ta biết rằng là đạo Phật ở tại Hoa Kỳ nó rất là khác với quản lý cái đạo Phật ở tại Hoa Kỳ đó, theo cái luật pháp của Hoa Kỳ nó rất là khác đối với ở trong Việt Nam. Ở Việt Nam thì có gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và người ta quản lý thống nhất, và các cái cơ sở thờ tự đều do giáo hội quản lý hết. Còn ở bên Công giáo cũng vậy. Còn ở tại Hoa Kỳ đó thì ngoại trừ ở bên Công giáo ra, hay còn gọi là Thiên Chúa giáo đó, thì có ở bên Vatican, rồi người ta có giáo tỉnh, giáo phận, giáo hạt, rồi giáo xứ gì đó, và giao cho những cái họ có cái quản lý theo ngành dọc. Cho nên nó rất là chặt chẽ, và không có để mà xảy ra một cái sự thất thoát nào, hoặc là những cái vụ tranh chấp về vấn đề tài sản giống như là Phật giáo tại Hoa Kỳ. Có thể nói rằng người Việt Nam của chúng ta khi mà đi sang Hoa Kỳ đó, thì đi đến nơi nào thì xây dựng chùa đến đó, thì đó là cái điều rất là dễ hiểu. Trong cái vùng Lý Đô Sài Gòn thôi, người nơi mà gọi là thủ phủ của người Việt Nam ở tại hải ngoại, thì có quá nhiều các cái ngôi chùa, chùa lớn chùa nhỏ gì cũng có hết, tịnh xá tịnh thất rồi am thiền gì có đủ hết, và có đến hàng trăm, có cả trăm những cái ngôi chùa như vậy, những cái cơ sở gọi là thờ tự như vậy, có những cái cơ sở gọi là tự phát, và đa phần là tự phát. Và cái việc mà xây dựng các cái ngôi chùa cùng với cái bước chân của người Việt Nam ra khỏi hải ngoại là cái điều rất là dễ hiểu thôi, bởi vì ai cũng hiểu rằng đa phần cái tỷ lệ dân số của người Việt Nam mà theo đạo Phật á, hoặc là theo cái đạo gọi là đạo ông bà, đạo Khổng giáo, Nho giáo gì đó thì rất là đông. Cho nên là cái ngôi chùa thì có người nói rằng cái mái chùa là nơi chuyên chở hồn dân tộc thì cũng đúng. Bởi vì những cái dịp lễ, những cái dịp Tết, những cái dịp mà đón mừng năm mới chẳng hạn, thì ngôi chùa lúc nào cũng là cái nơi tụ tập của các cái đồng hương để mà sinh hoạt, để mà trao đổi, để mà hàn huyên, để rồi chúc tụng với nhau, rồi để mà cái nơi mà có thể là mặc những cái bộ áo truyền thống, được xem những cái buổi ca nhạc, được nghe những cái nhạc cổ, hay là những cái sinh hoạt nó tìm lại những cái hương xưa, những cái dấu ấn của cái thời ở trong Việt Nam. Đây là cái điều rất là dễ hiểu thôi. Ngoài ra đó thì bình thường thì ngôi chùa cũng là cái nơi mà tổ chức các cái sinh hoạt như là dạy Việt ngữ, rồi dạy làm bánh tét, bánh chưng, hoặc là làm dạy những cái thủ công gia chánh theo cái kiểu giống như là ở trong Việt Nam. Và ngôi chùa thì hàng ngày có tụng kinh niệm Phật và sinh hoạt làm những cái vấn đề từ thiện, thì ai cũng hiểu được rồi, nó rất là giống ở trong Việt Nam, cho nên người ta thích đến ngôi chùa hơn.
Còn đến một cái cơ sở như là bên đạo Công giáo đó, bên đạo Thiên Chúa giáo thì Thiên Chúa giáo thì các cái cơ sở nhà thờ chẳng hạn thì cũng nằm trong cái giáo hội, và nằm trong cái giáo hội Công giáo thì do người Mỹ họ quản lý. Dĩ nhiên là nhà thờ đó là có những cái lễ do người Việt, do những ông cha là những cái linh mục là cái người Việt họ họ điều hành. Tuy nhiên thì cũng phân giờ ra trong cùng một ngày, thí dụ như ngày hôm nay là ngày Noel đi, thì có bao nhiêu cái lễ là dành cho người Mỹ, bao nhiêu cái lễ dành cho người Việt, rồi phải dành cho những người Mễ nữa, thí dụ vậy, hoặc là người Hàn Quốc. Nói chung là cái khu vực trong cái giáo xứ đó mà có nhiều cái người mà sắc dân khác nhau thì ta phải làm những cái lễ có những cái tiếng nói khác nhau, không phải như là Phật giáo. Phật giáo thì do người Việt Nam xây dựng thì toàn bộ những cái Phật tử đó là người Việt Nam cả, không có cái người mà Hàn Quốc hay là cái người mà Tin Lành. Dĩ nhiên là những cái hoặc là những cái người mà da trắng họ có để đến họ viếng thôi, nhưng mà đa phần là người Việt Nam. Hoặc là chúng ta đến một cái khu vực của người Campuchia hay là cái khu vực cộng đồng người Đại Hàn chẳng hạn, họ cũng có những ngôi chùa. Nhưng mà ngôi chùa đó khi mà chúng ta bước vào đó thì toàn bộ các cái Phật tử trong đó là người Hàn Quốc hết, và cái cách thờ tự và cái cách sinh hoạt của họ rất là khác. Thì nói một chút để chúng ta thấy rằng cái ngôi chùa ở tại Hoa Kỳ đó thì cái quyền quản trị, cái quyền quản lý nó rất là khác, nó không theo một cái hệ thống giáo hội, cho nên cái luật lệ của nó cũng khác nữa. Và ở Mỹ thì người ta tôn trọng rất là nhiều về cái quyền gọi là tự do tôn giáo. Luật pháp rất là ngại để mà can thiệp vào những vấn đề đó, ngay cả cái cơ quan chính quyền cũng vậy. Và cái quyền quản trị họ giao cho ví dụ như ông trụ trì hay là những người quản trị gì đó, thì ông bảo quan hay là nhiều người mà đã xây dựng những cái ngôi chùa đó, có người thì trước đây nói rằng là cái ngôi chùa giống như là của cá nhân thôi, quyên tiền góp tiền vào để mà xây dựng cái ngôi chùa, cuối cùng thì cái người đứng tên cái ngôi chùa đó là cái người có quyền quyết định, người ta có thể là để thừa kế cho cái ngôi chùa đó cho người nào, hoặc là có thể là sang bán cho một cái tôn giáo khác, hay là sang bán cho một cái người này người nọ người kia gì đó, rồi hoặc là người ta có quyền làm nhiều thứ trên đó, tức là có cái quyền định đoạt mà những người Phật tử họ không có ý kiến được. Nó rất là khác đối với ở bên Công giáo, và nó rất là khác đối với cái sự quản lý chùa ở trong Việt Nam. Thí dụ quản lý chùa ở trong Việt Nam, một cái người mà trụ trì có thể đứng ra quyên góp, có thể là đề nghị xây dựng mới chùa, xây dựng chánh điện mới chẳng hạn, là sẽ tôn tạo cái này tôn tạo cái kia, nhưng mà không được quyền bán cái ngôi chùa đó, bởi vì cái ngôi chùa đó nằm trong cái quyền quản lý của giáo hội. Tuy nhiên thì ở tại Hoa Kỳ đó, người Việt Nam của chúng ta xây dựng cái ngôi chùa, thí dụ như ta nói là cái ngôi chùa đó của ông Bảo Quang, hoặc là cái ngôi chùa khác thì là của ông Thích Minh Mẫn hay là ông Thích Viên Lý gì đó. Nói chung là người ta không có nói là cái ngôi chùa đó của giáo hội. Và chắc chắn một cái điều là chúng ta thấy rằng cái cách điều hành, cái cách quản lý là do mỗi cái cơ sở thờ tự quyết định riêng, và cái điều này thì luật pháp cũng không can thiệp, và những người ở trong cái đạo giáo người ta cũng không, người ta cũng có quyền nói là luật pháp chúng ta không có quyền, không có quyền can thiệp vào những việc quản lý của chúng tôi. Chúng tôi là cái cơ sở tu hành, cơ sở mà hoạt động tôn giáo, cho nên các cái luật pháp cũng không có can thiệp vào cái kiểu mà bây giờ phải như thế này phải như thế kia. Đó là cái điều nó rất là ngộ. Và chúng ta thấy rằng cái dự mà kiện tụng của ông Bảo Quang đó, cụ thể là ngày 17 tháng 12 năm 2021 vừa qua, thì có một cái phán quyết. Và cái phán quyết này thì được do chánh án Greg Lauter đã đưa ra một cái phán quyết dài đến 44 trang. Và trong đó đó thì nói rằng cái quyền điều hành và cái quyền kiểm soát là giao cho một cái hội đồng gọi là cái hội đồng quản trị. Một cái hội đồng quản trị để mà kiểm soát tất cả các cái tài sản. Và cụ thể là có ba bốn cái mục, thì như là cái điều một là hội đồng quản trị có cái quyền điều hành và kiểm soát bất động sản là tọa lạc tại cái địa chỉ 713, tức là cái ngôi chùa đó, của cái nơi là ngôi chùa mà tọa lạc trong cái vùng đất mà chúng ta nói là gần 2 hectare đó, hai mẫu đất mẫu Tây nha, và gọi là địa chỉ của chùa Bảo Quang. Và hai là hội đồng quản trị có cái quyền điều hành và kiểm soát tất cả các cái tiền gọi là phúng điếu, không phải phúng điếu mà tiền cúng dường, cái tiền gọi là bỏ vào cái thùng tam bảo đó, thì cái hội đồng quản trị cũng có quyền quyết định hết. Và hội đồng quản trị có quyền điều hành và kiểm soát việc sử dụng các cái tài sản nữa, tất cả các tài sản trong chùa, kể cả những cái bảo vật, kể cả những cái vật cổ, kể cả cái việc mà
sử dụng các cái tiền của Tùng Tam Bảo như thế nào, và thứ tư là hội đồng quản trị có cái quyền điều hành và kiểm soát cái việc bổ nhiệm sư trụ trì. Đó đó là cái vấn đề rất là rõ. Và chính vì cái điều này thì người ta thấy rằng ông Quảng Thanh trong lúc mà hấp hối đó, và trong những ngày mà ông bệnh bệnh nặng ở trong bệnh viện, và ngay cả là sau này đi về rồi, thì cái lúc mà còn tỉnh thì ông Quảng Thanh cũng có kêu những cái người có liên quan đến, thậm chí là trong cái vụ kiện này có xuất hiện một cái người mang tên là Thích Phước Hậu. Thích Phước Hậu được cho rằng là cháu của ông Quảng Thanh, cái người từ ở trên Việt Nam đi sang cũng chỉ có mấy tháng thôi trước khi mà ông Quảng Thanh qua đời, và cũng kề cận với ông Quảng Thanh, và cũng có những cái đoạn video clip quay lại là nói rằng cái ý chí của ông Quảng Thanh đó là trước khi mất là muốn để cho ông Thích Phước Hậu làm tiếp tục là chấp chưởng, tức nghĩa là tiếp tục là thay ông để mà trụ trì cái ngôi chùa đó. Thì những cái cách mà ông ta nói là những cái điều như vậy đó, thì ở phía bên ủng hộ ông Thích Phước Hậu thì nghĩ rằng là đó giống như là một cái sự di chúc, và ông Quảng Thanh là cái người chủ thật sự của ngôi chùa và ông ta đã di chúc để lại như vậy, thì bây giờ ông Thích Phước Hậu là cái người cháu của ông Quảng Thanh phải có cái quyền gọi là trụ trì cái ngôi chùa đó, giống như là một cái ngôi chủ ngôi chùa đó. Và trong thời gian mà ông Quảng Thanh mất đi thì bắt đầu làm ông Thích Phước Hậu giống như là ở trong cái ngôi chùa đó luôn, và thường xuyên trong 2 năm vừa qua chúng ta đã thấy rằng khi đến cái ngôi chùa đó thì ông Thích Phước Hậu ở trong đó. Và vừa rồi khi mà có một quyết định ngày 17 tháng 12 và ngày hôm nay đó, tức là ngày 25 tháng 12 năm 2021, thì có một cái sự bàn giao, và chúng ta đã thấy là ở trên phố Bonsa TV và rất là nhiều các cái kênh YouTube khác cũng đã có mặt tại cái ngôi chùa Bảo Quang ngày hôm nay để mà đưa những cái hình ảnh cho thấy rằng ông Thích Phước Hậu đã đồng ý để mà giao lại cái ngôi chùa này cho ở bên bên phía bên bên thắng cuộc, ở bên mà họ thắng trong cái vụ kiện này. Thì đây là cái vụ kiện cũng tạo ra những cái vụ lùm xùm, tạo ra rất nhiều các cái sự tranh luận. Những cái Phật tử đó thì cũng chia ra làm 2 nhóm, có những người thì nói rằng ông Phước Hậu là cái người ở ở đâu hồi trước giờ người ta không có biết, mặc dù là cháu gì đi nữa, nhưng mà Phật tử ở đây thì chỉ biết ông Quảng Thanh thôi. Bây giờ thì ông Quảng Thanh đã mất rồi, thì cái ngôi chùa này là cái ngôi chùa do các Phật tử ở đây xây dựng, nói chung là người ta bỏ tiền ra, người ta muốn là cái ngôi chùa này mãi mãi là cái ngôi chùa, và ông Quảng Thanh cũng đã từng nói rằng đây là cái ngôi chùa chung của các cái Phật tử ở tại Mỹ, ở tại cái vùng Lý Tô Sài Gòn này, và mãi mãi sẽ vẫn là phải ngôi chùa, tức là không có được bán, và sẽ là những cái nơi thờ tự cho coi như là trong cái vấn đề Phật giáo thôi. Thì tất cả những cái điều đó nó là một ý nguyện của ông Quảng Thanh, cho nên những cái Phật tử thì có người ủng hộ thì họ nói như vậy, họ nói rằng họ chỉ biết ông Quảng Thanh và bây giờ phải điều hành cái điều cái chùa này nó giống như là cái cách hồi trước cái giờ ông Quảng Thanh làm. Còn ở phía bên ngược lại thì người ta ủng hộ cho ông Thích Phước Hậu thì nói rằng đó là người cháu và đây là tâm sức của cái người mà trong gia tộc của họ, và ông Thích Phước Hậu xứng đáng để mà hưởng những cái điều đó. Bởi vì mà bên cạnh đó thì còn có một ý nguyện của ông Quảng Thanh nữa, tức nghĩa là ông Thích Quảng Thanh một cái người chủ cái ngôi chùa này, cái người trụ trì của ngôi chùa đó, cái người đứng ra quyên góp và từng cái đồng tiền của tất cả những cái người Phật tử, có người cho 2.000, người cho 20.000, người cho 50.000, người cho 500, 700 thì đủ thứ chuyện hết. Và chúng ta đi đến ngôi chùa chúng ta còn thấy là những cái cột, những cái chuông, những cái mõ, những cái vật phẩm ở trong cái ngôi chùa đó, và trên vách của ngôi chùa cũng để rất là nhiều các tượng Phật có đề tên rất rõ của những cái người đóng góp. Những cái người đóng góp hình như là từ 2.000 trở lên đã có những cái tên trên đó rồi, và hàng trăm những cái tên như vậy đã được đứng ở trên cái ngôi chùa này. Thì ông Quảng Thanh đã quyên tiền rất là nhiều để mà xây dựng cái ngôi chùa đó. Và cái việc mà tranh chấp đó chúng ta thấy rằng tại sao xảy ra như vậy, có nhiều bạn đặt cái vấn đề là ủa vậy như vậy là đúng rồi, ông Quảng Thanh là cái người chủ trì cái ngôi chùa này đứng ra quyên tiền và xây dựng cái ngôi chùa, đứng ra mua cái ngôi chùa nữa, thì như vậy thì ông ta có quyền quyết định chứ, ông ta mới là chủ chứ, giống như là chủ nhà vậy. Thì chúng ta nói cái gì nói phải trở lại cái luật pháp. Có thể nói là trong cái vụ việc này đó thì chúng ta thấy là cái tòa án của quận Cam
thì có đưa ra cái phán quyết ngày 17 tháng 12, thì trong đó có đến 44 trang. Thì trong 44 trang này có ghi rất là nhiều các cái nội dung mà chúng ta thấy rằng cái vụ mà tranh chấp nó có của hai bên, một cái bên gọi là hội đồng quản trị và một bên đó thì là ở bên phía ông Thích Phước Hậu. Thì cái vụ việc đó phán quyết như thế này thì có bạn hỏi rằng nó đã chính thức chưa, thì đã là chính thức rồi, nhưng mà nói rằng đã có hiệu lực chưa thì nếu mà không chống án thì coi như là có hiệu lực, không có vấn đề gì hết. Và có thể nói rằng cái hội đồng quản trị của cái ngôi trường Bảo Quang hiện nay đó, chúng ta thấy rằng à, có lẽ cái vụ mà sự kiện này là chúng ta phải trở lại một chút những đề pháp luật, nó rất là lạ. Thì cái ngôi chùa Bảo Quang có lẽ là ngay lúc mà thành lập từ đầu đó, thì ông Thích Quảng Thanh không biết rằng ai là cố vấn cho ông ta, hay là ông Quảng Thanh muốn làm cái kiểu ý nguyện như thế nào, mà thay vì quản trị theo cái kiểu rằng tự mình định đoạt, theo thực quá Hoa Kỳ vẫn cho phép cái quyền đó, tức là theo kiểu mà corporation, người ta gọi là cái dạng mà công ty đó, hay còn một kiểu mà gọi là doanh nghiệp, thì quản trị doanh nghiệp đó mà nó có bệ ban đàng hoàng, giống như chúng ta thấy là quản trị doanh nghiệp thì có ở bên hội đồng quản trị, rồi có ở bên quản lý. Thì hội đồng quản trị đó mặc dù là cái người giám đốc hay là tổng giám đốc là một thành viên trong hội đồng quản trị, nhưng mà người giám đốc hay là cái người đó cũng chỉ có một phần thôi. Thậm chí là có trường hợp cái người giám đốc, cái người đứng ra để mà điều hành tất cả mọi thứ có khi không nằm trong cái hội đồng quản trị nữa, và hội đồng quản trị là cái người thuê mướn hoàn toàn cái người giám đốc đó. Cho nên khi mà nói về một cái doanh nghiệp thì cái hội đồng quản trị là cái người quyết định toàn bộ, có quyền sinh sát toàn bộ các cái tài sản của công ty, chứ không phải là ông tổng giám đốc hay là ngay cả cái ban giám đốc gì hết. Thì cái cách điều hành của cái chùa Bảo Quang đó trước đây cũng xây dựng một cái quy chế giống như vậy, xây dựng những cái điều lệ giống như vậy và hoạt động theo cái kiểu đó là công ty, cái kiểu làm dĩ nhiên là ở nơi đây là một cái doanh nghiệp, không phải là doanh nghiệp mà là một cái cơ sở, một cái tổ chức gọi là phi, gọi là hoạt động theo tôn giáo. Tôn giáo thì chỉ có cái cách đó là nó được miễn các cái trách nhiệm về vấn đề thuế má thôi, được miễn trừ rất là nhiều. Và như vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái chùa Bảo Quang đó thì trong cái lúc mà xây dựng một cái quy định như vậy thì cái cách điều hành đó giống như một cái doanh nghiệp, nó hơi lai. Và điều này thì luật pháp họ cũng công nhận thôi, bởi vì anh xây dựng một cái điều lệ. Và lúc đó thì có một cái hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị ban đầu đó thì theo như các cái hồ sơ mà chúng ta đọc được và thấy đó, thì đầu tiên là do ba người, trong đó thì có ông Quảng Thanh và hai cái người khác là cô coi như là Bạch Nam, Bạch Lộc, và một cái người khác nữa là cái cô Christy Bạch. Thì hai cái người này thì lúc đó cũng chỉ có mới 22, 23 tuổi thôi, còn nhỏ thôi, và nằm chung với ông Quảng Thanh. Và ba người nằm trong cái hội đồng quản trị thì chúng ta biết rằng cái quản trị ông Quảng Thanh thì cũng khi mà thành lập như vậy đó thì có lẽ là hai người kia cũng với cái tư cách là người giúp sức cho ông Quảng Thanh thôi, và còn trẻ mà còn nhỏ, lấy cái gì chứng minh được cái tài sản có được trong cái ngôi chùa này. Tuy nhiên thì pháp luật vẫn là pháp luật, và cách quản trị thì nói rằng đó là cái hội đồng quản trị và ông Quảng Thanh là cái người nằm trong cái hội đồng quản trị đó. Và điều này có nghĩa là nếu mà trong cái hội đồng quản trị mà ba người thì hình như là ông Bạch Lộc với cái cô mà gọi là Bạch Christie đó, là hai người này là hai anh em và trong cùng một cái gia đình, và hai người này có lẽ là vì đến để mà phụ giúp cho các cái ngôi chùa, và một người hình như là làm thủ quỹ, một người hình như là làm kế toán hay là làm một cái vấn đề gì, vấn đề về về hành chính ở trong đó. Và có thể nói rằng căn cứ theo cái luật pháp á, căn cứ theo lý thuyết, nếu như hai anh em này đó mà đồng ý đó, thí dụ như có thể là bỏ phiếu mà gọi là đa số, cũng có thể là thắng ông, nói chung là muốn là tranh chấp hay là muốn đẩy ông Quảng Thanh ra trong ngay cả khi ông còn sống đó, thì cũng có thể làm ai ảnh hưởng được. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó hoạt động theo cái cách mà hội đồng quản trị, một cái điều rất là lạ lùng, một cái điều mà sau khi mà xảy ra cái vụ kiện này rồi đó thì tất cả các cái ngôi chùa ở vùng Lý Đô Sài Gòn, ngay cả ở tại Hoa Kỳ nữa, người ta đang rất là rúng động
và xem lại cái cách đang quản lý của mình như thế nào. Có phải là thông qua hội đồng quản trị hay không, và hội đồng quản trị đó là ai, hay là hội đồng trị sự đó là ai, và hoạt động theo cái cơ chế như thế nào. Tức nghĩa là corporation cái kiểu như là show, hay là ngay cả cái vấn đề mà nó hoạt động bình thường giống như một cái doanh nghiệp. Thì điều này thì luật pháp thì họ cũng không có can thiệp lắm, họ cho phép các cái cơ sở tôn giáo được làm như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì sau khi mà ông Thích Quảng Thanh mất thì có thể nói rằng cũng có những cái vụ lùm xùm khi mà nói rằng cái sự tài sản quản lý có thể bị thất thoát, có thể bị hao hụt, và người ta nói rằng ban quản trị có mấy người như vậy đó thì nó có đủ sức để mà quản lý hay không. Rồi những cái người Phật tử khác trong có một nhóm người, rồi có nhóm người cụ thể như ông Tony Bùi với ông gì Bùi nữa, và nhiều người khác nữa cũng đứng ra ủng hộ cho ông Thích Phước Hậu để mà nói rằng là cái chùa này đó thì phải giao lại cho ông Thích Phước Hậu để mà quản lý. Thì có thể nói là cái hội đồng quản trị do hai cái người đầu tiên là họ Bạch đó, thì đầu tiên khi mà ông Quảng Thanh mất thì cũng có những cái video clip cho thấy rằng là hai người này lúc đầu cũng mong muốn rằng, cũng có cái ý rằng là muốn từ chức, muốn không có tiếp tục để mà nằm trong hội đồng quản trị nữa, bởi vì người ta thấy đối phó với quá nhiều các cái sự mà lùm xùm cái ngôi chùa này, người kia cảm thấy rằng vì lý do gì đó mình cũng chả biết được, nhưng mà hình như là đã không được sự chấp thuận của những người ở phía bên kia, cho nên là cái vụ kiện, cái vụ tranh chấp, cái sự tố cáo nhau, cái vụ lùm xùm đã dẫn đến đến cái thềm của tòa án. Và đến ngày hôm nay thì đã có một phán quyết, và cái phán quyết này đó thì chúng ta thấy rằng trong cái phán quyết thì nói rằng cái hội đồng quản trị hiện giờ đó thì gồm có 5 thành viên. Thì cái điều này rất là dễ hiểu thôi, bởi vì sau khi ông Quảng Thanh mất thì hai người còn lại trong cái hội đồng quản trị, tức nghĩa là Bạch Lộc và ngay cả Bạch Christie, đã kết nạp thêm hai cái người mới khác nữa, ba cái người khác mới khác, đó là ông Cao Xuân Kiệt, rồi một cái người gọi là Thượng tọa Thích Huệ Minh và Thượng tọa Thích Nhuận Hùng, tức là trong đó có hai cái người gọi là Thượng tọa. Và hai người Thượng tọa thì có lẽ là hoạt động trong cái vấn đề chuyên môn thì nhiều hơn, vấn đề mà tinh thần ai cũng hiểu được rồi, nếu mà có những cái người Thượng tọa vào thì cái tính chất của cái hội đồng quản trị nó mạnh hơn. Và cái hội đồng quản trị đó bây giờ 5 người đi vào, và nếu như 5 thành viên hội đồng quản trị thì bây giờ nó chia ra rồi, không có, trước đây thì người ta nói rằng gia đình ông coi như là họ Bạch đó, Bạch Lộc với Bạch Christie có phải là trong một cái gia đình, mới là gia đình trị, và cái kiểu là có được quyền sanh sát, có quyền quyết định định đoạt toàn bộ cái ngôi chùa này, thậm chí là có thể là sử dụng các cái tài sản cái ngôi chùa này theo cái hướng thế này thế khác, nhiều khi cũng đâu biết được. Dĩ nhiên là luật nó cấm không cho phép mà sử dụng nó trái, tuy nhiên là có hàng trăm hàng ngàn cái cách để mà người ta có thể lái luật, hoặc là người ta sử dụng mà dưới ánh sáng mà bình thường không thể nhìn thấy được, làm sao mà chúng ta có thể biết được rằng cái thùng tam bảo đó có bao nhiêu tiền và những cái tiền đó đã được chi dụng như thế nào. Tất cả những cái điều đó, sự hoài nghi của ở phía bên kia đó hoàn toàn có cơ sở. Người ta cũng thấy rằng luật pháp là một chuyện, nhưng mà đạo đức của con người, cái tính liêm khiết liêm minh đó, nó có thực thụ hay không, và nó có đảm bảo được rằng là nó là một cái người nó trung tín hay không. Thì nói về cái việc mà sau này đó thì cái hội đồng quản trị còn có hai người đó đã, dĩ nhiên hai người là mỗi người 50%, và mỗi người có quyền quyết định kết nạp những cái người mới, bỏ thiếu 100% thì coi như là kết nạp thôi, kết nạp cái người thứ ba, rồi kết nạp người thứ tư, kết nạp người thứ năm, và bây giờ 5 người gần như có quyền ngang nhau. Và bây giờ mới là cái điều khó, đã có 5 người, 5 thành viên rồi, và 5 thành viên đó khi mà quyết định các vấn đề trong chùa, ví dụ như sử dụng cái tiền tam bảo như thế nào, và bây giờ ra một cái kế hoạch là những cái tài sản đó có thể là bán bớt một phần hay không, hay là sử dụng cái ngôi chùa này để làm cái gì, xây dựng mới ra làm sao, rồi những cái lễ hội cúng Tết như thế nào, thì tất cả những cái điều điều hành trong cái ngôi chùa này, kể cả cái việc mà bổ nhiệm những cái người gọi là trụ trì ngôi chùa, thì cái việc mà bổ nhiệm cái trụ trì của ngôi chùa Bảo Quang tới đây
Nó cũng giống như là hội đồng quản trị trong cái doanh nghiệp mà người ta thuê mướn một ông giám đốc thôi. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng một cái ông trụ trì của chùa Bảo Quang cũng đứng ra để mà hô hào quyên tiền gây quỹ hay là làm những cái Phật sự gì đó. Nói chung là khi mà đến chùa mình chỉ thấy là ông trụ trì thôi, ông chủ. Nhưng mà thực tế đó không phải là chủ, mà chủ thực sự là hiện giờ của chùa Bảo Quang có thể khẳng định rằng căn cứ theo cái luật lệ đó là năm cái người này, năm cái người mà chúng ta vừa đọc, năm cái người nằm trong cái thành viên của hội đồng quản trị. Đó mới là cái điều rất đặc biệt. Nó không phải là giáo hội ở tại Hoa Kỳ làm gì có. Hoa Kỳ không có giáo hội Phật giáo. Những cái điều mà chúng ta nghe nói rằng chùa này chùa khác đồ đó, những cái thượng tọa này thượng tọa khác ở chùa này chùa nọ ở trong cái vùng lý đô Sài Gòn, và họ xưng rằng họ là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì từ bên Việt Nam rồi có liên quan đến Thích Quảng Độ, bất cứ một cái danh xưng gì nữa thì cũng chỉ là danh xưng cho vui. Danh xưng đó không có thể là lấy cái điều đó để mà áp đặt cái quyền quản trị quản lý lên những cái chùa khác. Đây là cái điều đặc biệt, nó rất là độc lập với nhau, nó hoàn toàn khác với ở trong Việt Nam. Thì bởi vậy cho nên trước đây đó có nhiều cái ý kiến nói rằng là không có nên đóng góp, hoặc là nếu như mà đóng góp thì cũng phải biết rằng cái nơi đó, cái chùa đó người ta quản trị như thế nào, có phải là để cho cái cơ sở thờ tự đó mãi mãi là cái ngôi chùa hay không. Chứ mà giống như bản thân ông Minh Giang là ông bây giờ ông xây dựng một ông xây mua một cái căn nhà rồi ông tự động ông nâng cấp lên và nói rằng bây giờ là sơn vàng nó lên, rồi nói rằng đây là cái tịnh xá gì đó, rồi Thích Minh Giang thích gì đó là trụ trì ở nơi đây luôn. Thì như vậy thì cái kiểu tự xưng, và cuối cùng thì mọi người cứ đóng góp để mà xây dựng lên một cái ngôi chùa, và xây dựng cái ngôi chùa thì có cái cơ sở 1 triệu bạc thì cũng vẫn đứng tên là ông Minh Giang là chủ. Thì cuối cùng thì ông Minh Giang ông bán cái ngôi chùa đó 1 triệu đồng, mặc dù là tiền đóng góp của bá tánh, nhưng mà cũng không có ai để mà can thiệp. Nhưng mà cái cách đó là cái cách mà nhiều người á họ sợ là cứ đóng góp như vậy rồi thì sau này người ta đứng người ta bán người làm cái gì. Ở Mỹ họ đâu có cấm bán cái cơ sở tôn giáo đâu. Nhiều cái cơ sở tôn giáo cụ thể như là ông Thích Quảng Thanh đã mua cái cơ sở tôn giáo từ ở bên hình như là ở bên Tin Lành hay gì đó. Và nhiều cơ sở Tin Lành cũng bán cho nhau. Cơ sở Tin Lành này bán cộng đồng người Việt Nam, bán cho cái cơ sở Tin Lành đó, cho cơ sở Tin Lành của tôn giáo Tin Lành của ở phía bên Hàn Quốc họ mua chẳng hạn. Hoặc là họ mua rồi họ đổi lại thành đạo Phật, hoặc là mình mua những cái ngôi chùa gì đó để mà cuối cùng xây dựng nó trở thành một cái nhà thờ. Thật ra là trong thực tế ở tại Hoa Kỳ đã có những cái điều như vậy. Và chúng ta thấy rằng cái cách quản trị mới là quan trọng. Mà ngay từ đầu ông Quảng Thanh đã kéo những cái người mà nằm trong cái dạng gọi là quản trị, gọi là cái ban quản trị, đây mới là cái vấn đề. Và cái ban quản trị là ai cũng hiểu được, ban quản trị là cái ban được quyền quyết định. Cho nên là trong những ngày vừa qua có những cái sự giải thích của luật sư của hai bên, một bên thì nói rằng là luật pháp thực tế là trong đây là ai là mới là thực thụ, rồi cái người quản trị đó chẳng qua là chỉ là giúp việc thôi, chẳng qua là chỉ làm thủ quỹ kế toán gì đó, chẳng qua làm được phân công vậy thôi chứ không có quyền gì hết, không có tài sản gì trong đây, công sức là do ông Quảng Thanh đủ thứ. Nhưng mà ra tòa đó chánh án hay cái người gọi là thẩm phán mà đưa chủ tọa cái phiên tòa này thì họ giải thích rất là khác. Họ không cần biết rằng cái đạo Phật của Việt Nam như thế nào và cách quản trị của Phật giáo Việt Nam ra làm sao, cái cách quyên tiền, cái cách xây dựng như thế nào, và luật pháp cũng không có can thiệp vào những cái chi tiết đó. Bởi vì tôn giáo họ cho cái quyền tự do rất là lớn, và họ có quyền miễn trừ thuế luôn, họ cũng chả có cần quan tâm nhiều nữa. Bây giờ chỉ căn cứ theo các luật pháp thôi, căn cứ theo cái gọi là bylaw, căn cứ theo các hợp đồng, căn cứ theo các cái điều lệ. Và chính vì cái điều này nó đã tạo ra một cái sự hệ lụy cho đến ngày hôm nay, và đến bây giờ có thể nói rằng là coi như là ngày hôm nay đó chúng ta lên phố Văn Sao TV để xem được những cái hình ảnh có mặt tại hiện trường, thậm chí là quay những hình ảnh ở trong cái khu vực để những cái cổ vật đó rất là có giá trị. Và những hình ảnh ông Thích Phước Hậu, tức là cháu của ông Thích Quảng Thanh, phải xách cái tay nải đi ra khỏi cái khu vực đó và khóa tự tay khóa cửa để mà bàn giao cái chìa khóa cho phía luật sư của mình để mà giao lại cho phía luật sư bên kia. Đây là một điều chấp hành pháp luật.
Và người ta thấy rằng những cái điều đó ngay tại Hoa Kỳ đó, qua cái vụ kiện này có lẽ rằng đó tạo ra khá nhiều các cái bài học cho những cái người mà đang muốn xây dựng những cái ngôi chùa, hay là những cái sư trụ trì của rất nhiều các cái ngôi chùa khác. Và thật ra đó thì có những cái ý kiến nói là cái chùa Bảo Quang bị mất, hay là cái chùa Bảo Quang không còn nữa, rồi Phật tử thì đang phân chia rất là nhiều, Phật tử của chùa Bảo Quang đang bị phân phân chia với nhau. Nhưng mà chúng ta không có biết được tới đây cái ban quản trị mới đó họ sẽ làm như thế nào. Trong đây thì có hai thượng tọa, trong đây thì có hai người nằm trong cái ban quản trị cũ, hồi xưa ông Quảng Thanh còn sống khi mà họ mới có 22, 23 tuổi thôi, mà đến ngày hôm nay thì đã hơn một chục năm rồi. Và suốt cái quá trình đó đó có thể nói rằng là họ cũng hiểu được cái cách quản trị của ông, cái ý nguyện của ông Quảng Thanh ra làm sao. Có lẽ vì không hợp với cái ở phía bên kia của những người của ông Thích Phước Hậu chẳng hạn, cho nên họ muốn có một vụ kiện như thế này. Và khi mà đã có một vụ kiện rồi, rất có thể là người ta cũng phải điều hành cái ngôi chùa này theo cái cung cách giống như cũ, và cái ngôi chùa này có thể là cũng quản trị một cách rất là chặt chẽ, và người ta cũng chẳng có một cái sự tham lam gì, và thậm chí là người ta còn tôn tạo xây mới nó lên, và nơi đây sẽ làm Phật sự một cách tốt đẹp hơn chẳng hạn. Thì những cái điều đó chúng ta phải chờ đợi trong cái thời gian tới sẽ như thế nào. Chứ còn về hôm nay thì chúng ta chỉ nói một chút về vấn đề luật pháp thôi. Và rõ ràng thì cái cách mà quản trị các cái ngôi chùa ở tại Hoa Kỳ á, nó không có giống ở Việt Nam. Các bạn ở trong Việt Nam nhiều khi nhìn vào, ủa sao vậy, chùa thì phải là của giáo hội chứ, và giáo hội Phật giáo hội phải rút lại đưa ông trụ trì này là mà có vi phạm đạo đức hay cái gì đó thì điều ông khác qua, và điều tới điều lui gì đấy đâu có thể là nhượng quyền qua lại như vậy được. Thì tất cả những cái điều đó nó không có đúng. Thì chúng ta thấy rằng hồi tháng 12 đó, thì hồi năm 2019 đó, cái hội đồng quản trị cũng đã có một cái việc mà kiểm tra các cái tài sản ở trong cái khu vực này. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi đó đó thì có những cái vụ lùm xùm, những cái sự cản trở, những cái sự tranh chấp, và có những cái YouTuber cũng đã đến quay những cái hình ảnh đó, và người ta thấy rằng nơi đây trong suốt 2 năm vừa qua có những cái vụ lùm xùm, có những cái vụ tranh chấp như vậy, và mỗi người nói theo một cách khác nhau. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta bám vào cái nội dung của bản án, nội dung của cái phán quyết này, để mà thấy rằng bên trong đó đó nó có những cái tình tiết. Và có thể nói rằng những cái người mà Phật tử giống như là ông Tony Bùi và một vài những người khác thì họ không có đồng ý để mà bàn giao. Họ nói rằng cái cách để mà ban quản trị mới đó, hay người ta đã sai, người ta đã thay đổi các luật lệ, và cái cách điều hành nó khác với cái ý nguyện của ông Quảng Thanh. Ông Quảng Thanh thì một ý nguyện khác, cho nên người ta cứ cứ nói theo kiểu giống như là có một cái sự gọi là di chúc vậy. Nhưng mà thực ra trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng thí dụ như một cái người mà hoặc một cái cơ sở đi, một cái doanh nghiệp, chúng ta bây giờ đừng có nói là cái chùa đi, cái chùa này hoạt động giống như một cái doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì có cái ban quản trị, ông Quảng Thanh hay là một cái cá nhân nào đó có 1/3 trong cái ban, trong cái tài sản đó, bởi vì tư cách là trong quản trị mình chỉ là một trong ba người thôi, cái quyền hành giống nhau. Thay vì ban quản trị nói rằng tôi là cái người quản trị, người đứng điều hành, nhưng mà tôi có 95%, còn hai người khác cũng nằm trong cái ban điều trị, ban quản trị, nhưng mà hai người đó chỉ có thí dụ như 5% thôi, thì nó khác. Và đây là ba cái người giống như có cái quyền ngang nhau, thì một người nằm trong ba người đó, ngay cả có để đại di chúc đi, có để là một cái ý nguyện gì đó thì cũng chỉ được quyết định trên 1/3 thôi. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Và trong doanh nghiệp thì người ta rất là khó để mà cho cái trường hợp gọi là di chúc giống như đơn giản, giống như là những cái cá nhân, cái tài sản cá nhân thì nó rất là khác. Khi những người mà họ mất thì không để là di chúc thì cái hàng thừa kế đó, những người nằm trong cái hàng thừa kế có thể khởi kiện và có thể mở ra những cái di sản để mà thực hiện các cái việc mà phân chia. Tuy nhiên thì đối với cái việc vận hành như là một cái doanh nghiệp thì nó phải khác đi. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Thì chúng ta thấy rằng ông Thượng tọa Thích Quốc Hậu, hay còn gọi tên thế thế danh là Dương Cao Cường, thì
Ông đầu tiên thì cũng đã khởi kiện, nói chung là ông ta đã khởi kiện từ năm 2020 đầu tháng 4 đó, và cùng với hai cái người Phật tử khác là ông Phil Bùi và ông Tony Bùi. Thì ông Tony Bùi là cái người mà chúng ta thấy xuất hiện rất là nhiều những cái video clip mà trả lời phỏng vấn ở trên các cái đài báo ở tại hải ngoại. Và đầu tiên thì ở phía bên ông Thích Quốc Hậu thì nói rằng các cái cơ sở tôn giáo bất vụ lợi được hình thành từ tiền đóng góp của ba tánh và của Phật tử, cho nên cái chùa này là cái chùa của các cái Phật tử trong khu vực. Và ngay cả ông Hòa thượng mà viên tịch đó, ông Thích Quảng Thanh thì cũng đồng ý là giao cho ông Thích Phước Hậu để chính thức trở thành người kế vị. Có những cái video clip như vậy luôn, nhưng mà ra tòa thì có lẽ là tòa án người ta có cái nhận định khác. Thì giống như chúng ta nói đó, cái hội đồng quản trị mới là quyết định hết, và cái quyền đó thì cũng chỉ là một phần trong cái hội đồng quản trị thôi, cũng không mang tính chất quyết định. Và đến bây giờ thì căn cứ theo luật, căn cứ theo luật 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 hội đồng quản trị là có quyền hết, cho nên là đã giao quyền cho hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị trước đây 2 người, bây giờ mở rộng 5 người, thậm chí là bây giờ mở rộng ra 8 người hay là 7 người hay là 6 người gì nữa thì vẫn rất có thể được xác nhận. Đó là cái điều mà trong cái doanh nghiệp, mà trong cái kiểu mà điều hành giống như một cái công ty, đó mới là cái điều mà tạo ra cái kinh nghiệm cho các cái ngôi chùa khác. Bây giờ thì các cái ngôi chùa khác trong cái khu vực, những cái sư trụ trì, những người đã tâm huyết trong mấy chục năm vừa qua đã đứng ra quyên tiền, đã xây dựng một cái ngôi cơ sở thừa tự rất là khang trang. Bây giờ thì có lẽ là vì thiếu hiểu biết về pháp luật, hoặc là không có nắm vững và không có lường trước được các hậu quả, cho nên là có lẽ là cũng rất là phải có những sự chỉnh đốn. Nếu mà không có sự chỉnh đốn, không có sự mà củng cố về vấn đề hành chính á, để mà nó có cái sự chặt chẽ, thì cũng rất có thể là sau này sẽ xảy ra những vụ tranh chấp như vậy. Thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Cũng là những người làm Phật sự thôi, cũng là làm vì vấn đề tôn giáo thôi, và nơi tôn giáo là cái nơi trang nghiêm, cái nơi mà đến để mà tìm lại cái yên tĩnh của trong cái tâm hồn, và cái nơi đến để mà giải stress, để mà tìm đến cái sự tâm linh. Nhưng mà cuối cùng thì xảy ra những vụ lùm xùm như vậy, và những cái Phật tử cũng đã chia đôi ra, có người này thì không thích người kia thì nói rằng mày ở bên phe này mà cô kia ở bên phe kia. Thì đã có những cái vụ việc như vậy rồi, thì những cái điều đó rất là đáng tiếc. Và hy vọng rằng sau cái vụ kiện này đó, cái ban quản trị mới, cái ban quản trị mà gọi là được thắng kiện đi, thì cũng phải có một cái thái độ từ bi, một cái thái độ rất là hỷ xả, và nên nhìn các cái vụ việc đó nó theo cái hướng là Phật pháp nhiều hơn, theo cái hướng là cái tâm cái thiện nhiều hơn. Và cái mục tiêu là cái gì, là truyền bá Phật giáo, và cái nơi để mà làm cho đồng hương người ta đến để mà tụ tập, người ta sinh hoạt và giữ được cái truyền thống văn hóa giống như ông Quảng Thanh đã từng muốn. Ông Quảng Thanh cũng mong muốn rằng đây là một cái cơ sở không phải là thờ tự không, mà là cơ sở văn hóa nữa, cơ sở để mà lưu giữ. Ông ta rất là thích về cái việc mà làm thơ rồi văn, rồi ngay cả sưu tầm các cái cổ vật như vậy. Cổ vật như vậy là để có một ý nguyện là muốn tạo ra một cái sự triển lãm và giữ gìn được những cái truyền thống. Đó là cái điều mà rất là đặc biệt. Và bây giờ là cái lúc mà bên thắng cuộc đó, những người mà ban quản trị như thế này phải gắn kết lại, phải tạo ra một cái sự đoàn kết lại, lôi ở phía bên thua cuộc trở lại. Ví dụ như ông Thích Phước Hậu, nếu mà ông Thích Phước Hậu là cái người thật thụ làm cháu của ông Quảng Thanh, thì thay vì mình bổ nhiệm một cái người khác để mà làm trụ trì, thì thôi bây giờ mình bổ nhiệm ông Thích Quốc Hậu là cái chuyện rất là bình thường. Hoặc là cho một thời gian ngắn nào đó, một thời gian nhất định nào đó, ông Phước Hậu có thể đi ra bên ngoài, nhưng mà sau này có thể là mời lại. Thì đây là cái cách nó rất là đặc biệt, nó sẽ tạo ra một sự đoàn kết hơn, thay vì bây giờ cái sự thắng thua đem ra tòa để mà trông chờ vào cái ông thẩm phán hay là bà thẩm phán để mà phán cái búa đó, thì để rồi mình giữ được cái ngôi chùa, mà giữ được cái ngôi chùa có quản trị được hay không, mà giữ được cái chùa quản trị có được lòng tất cả những cái Phật tử trong cái khu vực này không, mới mới là cái vấn đề. Mặc dù trong cái hội đồng quản trị mới cũng vẫn có 2 thượng tọa, nhưng mà bao nhiêu đó đã đủ chưa? Và bây giờ sau này thì có chỉ còn có 1 tháng nữa là Tết rồi, thì thông thường là những cái dịp Tết á, có thể nói là chùa Bảo Quang đông kín những cái Phật tử, người ta đến, người ta viếng rồi
người ta cũng cúng trong cái tục thẩm bảo rất là nhiều, và chùa Bảo Quang phải có một cái kế hoạch mới, có thể nói rằng tạo cái sự khác biệt để mà lôi cuốn những cái Phật tử họ đến với cái ngôi chùa này, và cho thấy một cái sự minh bạch, một cái sự rất là rõ ràng cái đường hướng đi lên. Thì cũng phải giữ một cái sự đoàn kết, đó là một điều rất là khó. Có thể nói rằng cái sự quản trị của mỗi doanh nghiệp á, thì chắc chắn là không có ai có thể can thiệp được rồi, chứ đừng có nói chi mà cơ sở tôn giáo mà can thiệp vào đó, ngay cả chính quyền mà can thiệp còn không được nữa. Nói chung là người ta đừng có làm những cái điều phạm pháp thôi, thì không có lý do gì người ta can thiệp cả. Cho nên đó là những cái người hội đồng quản trị trong các cái doanh nghiệp cũng vậy, họ cũng nói là họ họ mà dở họ đâu có làm được cái doanh nghiệp, họ dở họ đâu nắm được những cái tài sản như vậy, cho nên là mình không có được quyền để mà nói vào. Nhưng mà ở đây là nó hơi khác một chút, là bởi vì nó là cơ sở tôn giáo và vì Phật tử và vì cộng đồng, cho nên là cái cách mà họ điều hành nó không tốt thì nó sẽ xảy ra những hệ lụy thôi, và sẽ xảy ra những vụ tranh chấp. Thì có bạn cũng hỏi là cái vụ việc này đó có khiếu nại hay không, hay là có kháng cáo hay không. Thì đến thời điểm những cái gì mà xảy ra như ngày hôm nay thì ông Thích Phước Hậu đã đồng ý giao chìa khóa, điều đó gần như là đồng nghĩa với cái việc ông ta sẽ không khởi kiện, không có gọi là chống án, không có coi như cái vụ án này rất có thể là đã có hiệu lực rồi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó cũng khá là đặc biệt. Những cái người mà họ tu tập thực sự đó thì họ nhìn ở dưới lăng kính khác, họ nhìn vật chất á dưới cái dạng mà rất là phù du, và cái tu tập là cái nơi nó càng khó khăn, nó càng xảy ra những sự thách thức á, thì càng làm cho cái sự tôi luyện, làm cho cái sự tu tập nó được cái thành quả nhiều hơn thôi. Nói chung là người ta ít nghĩ đến vấn đề vật chất hơn. Còn những người mà họ lao sao về những vấn đề vật chất và ăn ngủ không được với cái cách mà để thu vén á, thì những người đó sẽ mệt mỏi hơn, và những người đó không phải là những người tu tập thực thụ. Đó là cái điều mà theo giáo lý của Đạo Phật giáo, ngay cả tất cả các giáo lý của tôn giáo nào cũng đều không chấp nhận cho việc đó. Cái tham sân si là cái điều rất là tối kỵ trong cái Phật giáo. Và hôm nay thì chúng ta chỉ muốn chia sẻ như thế thôi, bởi vì thấy đây là cái điều mà chúng ta không muốn nói. Đã rất là nhiều lần là chúng tôi không muốn nói về cái điều này. Tuy nhiên thì hôm nay vì thấy cái phán quyết đó và có nhiều người lên giải thích thì nó cũng tạo ra cái sự hiểu lầm rất là nhiều. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng thực ra đây là một cái sự nhìn nhận, một cái sự khác biệt về vấn đề luật pháp. Những người trong cuộc có thể họ nghĩ khác, ngay cả ông Quảng Thanh lúc sống có thể ông nghĩ khác, có thể là ông nghĩ rằng ông là cái người chủ thật sự và ông Quảng Thanh có quyền quyết định thế này thế kia, nhưng mà luật pháp là luật pháp, đó mới là vấn đề rất là đặc biệt và chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này nữa nếu như có những sự tranh luận, đó là cái điều tất yếu rồi. Rất cảm ơn quý vị, xin kính chào.